À, lại tiếp tục chào đón nhà mình quay trở lại và đồng hành cùng kênh Đồ Cổ Cần Thơ. Thì đến với clip buổi trưa ngày hôm nay, thì bên Đồ Cổ Cần Thơ em cũng sưu tầm được một vài sản phẩm rất là đặc biệt nha cả nhà ha, để giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình trong video ngày hôm nay. Hôm nay là có điện thoại của Nhật nè, ngoài ra thì cũng có rất là nhiều sản phẩm về đồ đồng sẽ có trong video ngày hôm nay để giới thiệu và giao lưu cùng mình nha. Hôm nay có di lạc nè, có cốc nè ha, ngoài ra là có một số tác phẩm về đại bàng và một số linh vật có bộ ô trầu nữa nha, sẽ có trực tiếp trong video ngày hôm nay để giới thiệu và giao lưu cùng cả nhà mình. Thì xem được đừng tiếc cho xin một like rồi đăng ký kênh cả nhà mình nha, để mai mốt còn động lực làm thêm những clip tiếp theo thì gửi đến cả nhà mình ha. Và đi vào mã số 1 đầu tiên, thì hôm nay bên em có sưu tầm được ba cái điện thoại. Đây cả nhà mình xem ha, mã số 1 đầu tiên là ba cái điện thoại của Nhật nha, còn sử dụng tốt hết. Đây cả nhà mình xem ha, còn sử dụng tốt hết nha, điện thoại quay số của Nhật á. Đây, ngày xưa thì người ta sử dụng quay số vậy nha. Đó, quay số ha, chứ không phải như là bây giờ nha. Đây bắt đầu từ số 0 nè, ta quay thẳng qua tới ngay đây, 0 rồi tới là 9 mấy đó ha. Đó, điện thoại quay số của Nhật, hàng của Nhật nha. À, hôm nay có sưu tầm được ba con này. Con này là giống như là con này là năm 84 nè ha. Một con. Rồi, con này như năm 70 mấy nè, năm 74 nè. Hiện trạng là những con này còn đang hoạt động rất là tốt. Cái nhà mình về là mình chỉ có xài điện thoại bàn thì mình đấu like vô mình xài thôi. Sử dụng là cáp, ngày xưa là người ta sử dụng là cáp đồng nha. Những con này rất là nặng, tình trạng còn tương đối là đẹp ha. Đó, những con điện thoại hôm nay mã số 1 ngày hôm nay là bên em có sưu tầm được ba con này. Và mỗi một con này bên em có giá giao lưu với mình là 1 triệu đồng một con nha. Điện thoại quay số của Nhật còn rất là đẹp, hoạt động tốt hết, điện thoại quay số của Nhật vào khoảng thập niên 70 nè. Đó, mình có nhu cầu sưu tầm trưng bày hoặc là đề co quán thì báo lại với em nha. Kỷ niệm ngày xưa ha, thập niên 60-70 người ta chỉ sử dụng những điện thoại quay số này thôi. Rồi, đây là mã số 1 ở trong video hôm nay mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng mình ha. 1 triệu đồng một cái nha. Những cái này là bên em đã tuyển chọn tỉ mỉ rồi ha, còn đang sử dụng tốt hết. Đó, cái nhà có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ với em mã số 1. Rồi, tiếp theo mã số 2 ngày hôm nay là còn được một bộ ô trầu. Đây là một bộ ô trầu xưa bằng đồng. Đây mình cùng xem ha, một bộ ô trầu. Và bộ này nặng tới 6kg được nha cả nhà nha. Đây, một bộ ô trầu ha. Bộ ô trầu này tới 6kg được, đầy đủ các móng nha đây. Đây mình cùng xem ha, để xuống các móng cho mình xem thử nè ha. Đây là đó. Chọn bộ này là tới 6kg lô được. Hai cái dĩa luôn nha. Đây, mẫu này là có hai cái dĩa luôn ha. Hai cái dĩa rất là to nữa này. Rồi đây nữa ha. Rồi một cái khay to nữa. Nó kèm theo cái đế đựng ở dưới nữa. Chọn bộ này tới 6kg được. Bằng đồng nha cả nhà ha. Đồng rất là dày. Cái này về mình vừa trưng bày sưu tầm ha, và mình có thể dành tặng cho ông già bà lão ăn trầu rất là ok nha, bảo hành mấy đời chưa hư, vừa trưng bày sưu tầm sử dụng luôn. Bộ này bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là 3,5 triệu nha, 3,5 triệu cho một bộ ô trầu bằng đồng của ngày hôm nay. Đây một cái bộ ô trầu này rất là to, cả nhà có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ với em ha, rất là nặng. Đây mặt số 2. Rồi, đây là mặt số 3 là một con cua có tổng trọng lượng là 3,2 kg, một con cua đồng. Đây, một bộ cua đồng rất là to, mình cùng xem ha. Bộ này là rất là to nha, cua đồng. Thì bộ này thì về chiều cao tổng thể. Rồi, chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 29 cm. Rồi, bề ngang tổng thể là khoảng là 23, chất liệu bằng đồng ha. Và con cua này có giá giao lưu với cả nhà mình cho mã số 4 trong ngày hôm nay là 1,7 triệu nha. 1,7 triệu cho một con cua rất là to. Thì mình có nhu cầu sưu tầm con cua này báo giúp em ha, con cua rất là to nha. Đây là mã số 4. Rồi mã số 5 có tổng trọng lượng là 2,8 kg, lông phụng sông hỷ. Đó, có rồng phụng sông hỷ ha, đây cả nhà mình xem rồng phụng nha, lông phụng sông hỷ. Và tác phẩm lông phụng sông hỷ của ngày hôm nay thì chiều cao tổng thể là 25,5 gần 26 cm, rồi bề ngang là 20 cm ha, chất liệu bằng đồng. Đây, quay một bên cho mình xem nè. Đó, lông phụng sông hỷ. Và lông phụng sông hỷ này bên em có giá giao lưu với cả nhà mình, tác phẩm lông phụng sông hỷ ha, là 1,8 triệu nha, 1,8 triệu. Rồi, cả nhà có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em ha, mã số 4. Rồi, cái hàng mã số 5. Số 5 hôm nay là một cái dĩa ngũ quả có tổng trọng lượng là 2,2 kg cho mã số 5 của ngày hôm nay. Đây là một cái dĩa ngũ quả có chạm rồng phụng đây, rất là hay ha, dĩa ngũ quả chạm rồng phụng nha. Thì cả nhà mình cùng xem ha, một cái dĩa ngũ quả
rồi đường kính ngang là tầm khoảng 32 cm, rồi chiều cao là khoảng là 12. Chất liệu bằng đồng nha, bằng đồng, và đặc biệt là có chạm gồng phụng này, con gồng con phụng ha, gồng phụng nha, một trong những sản phẩm rất là hay, dĩa ngũ quả gồng phụng. Và cái này thì mã số 5 thì bên em có giá giao luôn với cả nhà mình một cái dĩa gồng phụng như thế này ha, là 1,5 triệu, 1,5 triệu nha, bao luôn phí vận chuyển cho mình ha. Các bạn quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên trên màn hình giúp em nha. Một cái dĩa gồng phụng, chạm gồng phụng rất là to. Đây là mã số 5 của trong video hôm nay. Rồi lên mã số 6 ha. Mã số 6 là một cụ cốc. Một cụ cốc này 5,8 gần 6 kg. Một cụ cốc là 5,8 gần 6 kg, chất liệu đồng. Đây mã số 6 ha. Đây mình còn xem cụ cốc rất là to. Cụ cốc chất liệu đồng. Và chiều cao tổng thể là gần khoảng 20 cm. Đế là tầm 20 luôn nha. Cụ cốc thải tiền tài tài lộc ha, chất liệu đồng. Trên lưng là có cổng một khẩu vàng rất là to, hai bên là hai sâu tiền ha. Xung quanh có những cụ cốc con này, mã này mã số 6 trong video hôm nay. Và mã số 6 thì bên em có giá giao luôn với cả nhà mình. Mã số 6 là 1,9 triệu, bao luôn phí vận chuyển cho mình nha. 1,9 triệu. Rồi thế là mã số 7 là một cặp lân. Một cặp lân có tổng trọng lượng là, cặp lân này là 3,5 kg, 3,5 kg cho một cặp lân, chất liệu đồng ha. Một cặp lân đế vuông. Rồi chiều cao tổng thể là 20 cm, bề ngang là 8 cm, chất liệu đồng. Còn một cặp lân đế vuông như thế này, mình cùng xem ha. Một cặp lân đế nằm trên cái đế vuông nha. Rồi cặp này có giá giao luôn mình là 1,8 triệu ha. 1,8 triệu, 1,8 triệu cho mã số 7. Mã số 7 mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu của mình trong video ngày hôm nay. Mã số 7. Rồi tiếp theo mã số 8. Số 8 là một cái ấn có tổng trọng lượng là khoảng 1 kg. Đây là một cái ấn nhất lông. Đây cả nhà mình xem ha, một cái ấn nhất lông nha. Đó mình cùng xem ha, một cái ấn nhất lông nhã ngọc mặt ấn đây. Rồi có chiều cao tổng thể của cái ấn này rơi vào khoảng là 15. Rồi bề ngang là 6 cm. Đây cả nhà mình xem ha, cái ấn này có giá giao lưu với cả nhà mình là 900.000 ha, 900.000. 900.000 cho một cái ấn. Các bạn hôm nay, đây là một cái ấn nhất lông ha. Đây là mã số 8. Mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng mình nha, mã số 8. Rồi tiếp theo lên mình mã số 9 ha. Số 9 là một con dê, tổng trọng lượng là 3 kg. Một con dê vạn sự như ý. Đây cả nhà xem ha. Một con dê vạn sự như ý, dê tài lộc nha. Thì chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 23. Rồi đường kính vuông là 20. Con này có giá giao lưu cả nhà mình 1,900 ha. Một con dê tài lộc có chữ vạn sự như ý. Ở cả nhà mình xem ha, đây là mã số 9 mà bên đồ cổ Cần Thơ các em giới thiệu cùng mình trong video hôm nay nha, mã số 9. Rồi tiếp theo mã số 10. Mã số 10 của ngày hôm nay là tổng trọng lượng là 4,2 kg, là một con heo. Mã số 10 là một con heo vạn sự như ý. Đây là một con heo vạn sự như ý nha cả nhà ha. Chất liệu bằng đồng. Con này cũng rất là to nha. Con này là tới giờ 4,2 kg được, một chú heo rất là dễ thương ha, dành cho ai tuổi heo tuổi hợi nha. Rồi chiều cao tổng thể của con heo này nó rơi vào khoảng là 22 cm và đế là tầm 20 cm luôn ha, chất liệu bằng đồng. Một chú heo đứng trên một cái đế tiền và ở dưới là nó có chữ vạn sự như ý rất là hay ha. Mẫu này cũng một trong những mẫu rất là đáng để sưu tầm như cái nào ha. Và tác phẩm này thì bên em có giá giao luôn cả nhà 1,900,000 luôn nha, bao luôn phí vận chuyển cho mình ha, 1,900,000. Rồi tiếp theo mã số 11. 11 của ngày hôm nay là một mã số 11 là một cặp tỳ hưu, bao gồm hai con tỳ hưu cánh ha. Mã số 11 là một cặp tỳ hưu cánh, chất liệu đồng. Rồi một cặp tỳ hưu này, đây cả nhà xem ha, bao gồm hai con tỳ hưu cánh nha. Và mã số 11 này chiều cao tổng thể á tầm khoảng là 15 cm. Rồi bề ngang tổng thể là tầm khoảng 20 ha, chất liệu bằng đồng. Quay một vòng cho mình xem tổng quan nha. Đây. Một cặp tỳ hưu ha, cặp tỳ hưu chất liệu bằng đồng. Cặp này rất là hay nha. Đó, cặp này mã số 11 trong video hôm nay. Và mã số 11 này thì có giá giao lưu với mình một cặp tỳ hưu như thế này là 1,8 triệu, luôn phí vận chuyển cho mình ha. Một cặp tỳ hưu chất liệu bằng đồng nha, tỳ hưu cánh. Đây là mã số 11. 12. 12 là một cái gạt tàn. 12 là một cái gạt tàn châu Âu. Châu Âu cổ điển. Có tổng trọng lượng là khoảng 1 kg. Nhưng mà cái này nó rất là đặc biệt ở chỗ là cả nhà mình xem ha.
quả tiết châu Âu nha, ba cái chân rất là hay, đường kính ngang là khoảng là 10-19 cm và chiều cao của cái này là tầm khoảng là 6 cm nha. Ở trong là mình gạt được có bốn chiều để thuốc ha, gạt được 4 chiều thì mình cũng xem ha. Ở dưới là có 4 cái chân, mẫu này gạt tàn đồng châu Âu, màu đồng rất là đẹp. Mẫu này có giá giao lưu với mình là 1.200.000 ha, 1.200.000 cho mã số 12 mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu của mình ha, số 12. Rồi tiếp theo mã số 13 của ngày hôm nay là một cái kính như ý. Cái này là em để lộn cái chữ xuống dưới rồi nữa, mình quay ngược lên nha. Cái kính như ý chất liệu đồng và kính này là chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 32 cm, bề ngang tổng thể là 20 ha. Nữa mình về cái mình gỡ này ra, mình gắn quay ngược lại ha. Kính như ý chất liệu đồng, kính này có giá giao luôn mình là 2.200.000 ha. Một cái kính như ý, hình ảnh là nguyên hình ảnh, mình thấy là đây là cái gậy như ý nha, rất là nhiều tiền, bên đây là rất là nhiều chữ trên đây ha. Kính này có giá giao luôn mình là 2.200.000. Thì cả nhà có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em ha. Đây là mã số 13 mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu của mình trong video hôm nay. 13. Rồi 14 trong ngày hôm nay là cá quá lông. 14 là cá quá lông, có tổng trọng lượng là 3,5 kg ha. Có tổng trọng lượng là 3,5 kg. Một con cá chép quá thành một con rồng ha, cá quá lông. Chiều cao tổng thể là 20 cm, rồi bề ngang tổng thể là 19, chất liệu quần đồng. Và cá quá lông này bên em có giá giao luôn cái nhà 1.900.000, 1.900.000 cho mã số 14 mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng mình trong một video ngày hôm nay nha. Đây là mã số 14 đó, cả nhà có nhu cầu sưu tầm cứ liên hệ trực tiếp giúp em ha. Và mã số 15 của ngày hôm nay là mã số cuối cùng ha. Rồi tiếp theo mã số 15 là mã số cuối cùng trong video ngày hôm nay, có tổng trọng lượng là khoảng 20,5 kg. Tượng này tới 20,5 kg nha cả nhà ha. Di Lạc cởi gồng. Đây mình cùng xem nha, một những tác phẩm rất là hay về Di Lạc ha. Ông đang đứng trên một cái con gồng rất là to đây. Con gồng cũng là biểu tượng của năm 2024 nha. Di Lạc cởi gồng 20 kg, chất liệu bằng đồng ha. Rồi tượng ông này thì chiều cao tổng thể là 45. Rồi bề ngang tổng thể là 30 cm, chất liệu bằng đồng và có giá giao lưu với mình Di Lạc cởi gồng là 7.500.000 cho một clip của ngày hôm nay nha. Thì cả nhà có nhu cầu sưu tầm cứ liên hệ trực tiếp giúp em ha. Đây cũng là mã số cuối cùng trong video ngày hôm nay mà bên đồ cổ Cần Thơ của em giới thiệu cùng cả nhà mình. Rồi xem được từng tiết em xin một like, được đăng ký kênh nha. Mình có đăng ký kênh thì mai mốt em lên clip thì các bạn cũng có thể xem được ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo với những sản phẩm đẹp độc và lạ hơn nữa ha. Xin chào và hẹn gặp lại.